Jose Mourinho rất muốn bổ sung hàng công AS Roma thêm một tiền đạo, sau khi chân sút Tammy Abraham bị chấn thương nghỉ dài hạn. Mục tiêu chiêu mộ Duvan Zapata đã được đội bóng thành Rome theo đuổi gần một tháng nay. Thương vụ Zapata đến AS Roma bất ngờ không được ông Gian Piero Gasperini của Atalanta bật đèn xanh, do đội bóng này gặp trường hợp tiền đạo Embiid Touré dính chấn thương nghỉ dài hạn. Ông Gian Piero Gasperini đang thuyết phục Zapata ở lại. Thương vụ này đang ở trạng thái chờ. Zapata đã đạt thỏa thuận với AS Roma và muốn ra đi. Quyết định tiếp theo sẽ tùy thuộc vào hai câu lạc bộ, nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết. Trong khi đó, theo trang Roma Press, thương vụ này đã kết thúc. Zapata không thể đến AS Roma vì câu lạc bộ Atalanta muốn giữ tiền đạo này ở lại thêm một mùa giải. Huấn luyện viên Mourinho đã có đề nghị câu lạc bộ AS Roma chuyển hướng sang tiền đạo Lukaku từ Chelsea. Lukaku từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho tại Chelsea và câu lạc bộ Man United trước đây. Ngôi sao 30 tuổi người Bỉ hiện chưa đầu quân cho câu lạc bộ nào, sau khi hai câu lạc bộ Inter Milan và Juventus đều rút lui khỏi các cuộc đàm phán. Lukaku quyện hợp đồng với Chelsea đến tháng 6 năm 2026, nhưng cũng bị ông Mauricio Pochettino loại khỏi kế hoạch và phải tập ở đội U21 trong lúc chờ đội bóng mới. Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Ý, đại diện của Lukaku đang liên hệ với AS Roma để đàm phán cho khả năng chuyển đến đội bóng thành Rome theo hợp đồng cho mượn. Huấn luyện viên Mourinho rất muốn có Lukaku, sau khi vụ đàm phán chuyển nhượng Zapata không thành. Nếu muốn có Lukaku, AS Roma sẽ phải đạt thỏa thuận chia sẻ một phần tiền lương với câu lạc bộ Chelsea để trả cho cầu thủ người Bỉ. Theo tờ Sun, huấn luyện viên Nuno Espirito Santo nói với ban lãnh đạo Al Ittihad rằng Karim Benzema không hợp với phong cách của ông. Nguồn cơn mâu thuẫn giữa Nuno và Benzema được cho là đến từ việc huấn luyện viên người Bồ Đào Nha từ chối để tiền đạo người Pháp làm đội trưởng như anh yêu cầu. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Nuno gặp trực tiếp các lãnh đạo câu lạc bộ để trình bày việc này. Al Ittihad giờ đứng trước hai lựa chọn, hoặc sa thải huấn luyện viên, hoặc chấp nhận để ngôi sao số 1 câu lạc bộ dự bị. Theo tờ Sun, Nuno tin rằng Benzema không hợp phong cách của ông và Al Ittihad chiêu mộ tiền đạo 35 tuổi mà không thông qua ý kiến của ông. Ngược lại, Benzema phàn nàn rằng bị huấn luyện viên đối xử thiếu chuyên nghiệp. Hợp đồng giữa Al Ittihad với Benzema được cho có điều khoản tiền đạo Pháp sẽ mang băng thủ quân khi chuyển đến. Nhưng Nuno không đồng ý chuyện này. Ông trao băng thủ quân cho huyền thoại câu lạc bộ Romarinho. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha giúp Al Ittihad vô địch Saudi Pro League mùa trước và tin rằng ông có quyền quyết định các vấn đề bên trong phòng thay đồ. Benzema là ngôi sao lớn nhất chuyển đến Arab Saudi hè này. Anh được Al Ittihad trả mức lương 219 triệu đô la Mỹ mỗi năm, cao thứ hai thế giới chỉ sau đồng đội cũ Cristiano Ronaldo, người được Al Nassr trả 220 triệu. Cựu tiền đạo Real khởi đầu như mơ với 3 bàn trong 4 trận trong khuôn khổ Arab Club Champions Cup. Tuy nhiên, Benzema tịch nòi trong hai vòng đầu Saudi Pro League năm 2023 đến năm 2024 dù Al Ittihad vẫn thắng. Mâu thuẫn giữa Nuno và Benzema dẫn đến việc tiền đạo người Pháp vắng mặt một vài buổi tập gần đây. Việc quả bóng vàng 2022 bị Nuno chê không hợp phong cách của ông khiến các cổ động viên sửng sốt. Trên Twitter, một người bình luận, nếu một cầu thủ 5 lần vô địch Champions League như Benzema không hợp với phong cách của Nuno, có lẽ ông ta chẳng có phong cách nào cả. Người khác nhận xét, Benzema là cầu thủ hay nhất thế giới. Tìm cách xây dựng đội hình xoay quanh anh ấy đi Nuno. Benzema ghi 354 bàn trong 648 trận trong 14 năm khoác áo Real. Huyền thoại Alan Shearer chia sẻ mối lo ngại về các vấn đề ở hàng tiền vệ của Man United, sau khi đoàn quân của ông Erik ten Hag tiếp tục khởi đầu mùa giải không mấy thuyết phục. Man United đã trải qua trận đấu nhọc nhằn để giành chiến thắng xít sao 1-0 trước Wolves ở trận ra quân Premier League. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ đã phải gánh chịu thất bại 0-2 trước Tottenham Hotspur ở vòng 2 vào cuối tuần trước. Manchester United đã chơi tệ vào cuối tuần qua, Alan Shearer chia sẻ ở chương trình The Rest is Football. Huấn luyện viên Ten Hag phải giải quyết được câu hỏi hóc búa ở hàng tiền vệ, còn không Man United sẽ tiếp tục gặp vấn đề vì rõ ràng bộ ba Casemiro, Mason Mount và Bruno Fernandes đã không phát huy hiệu quả trong hai trận đấu. Họ đã bị đánh bại trong cả hai trận đấu. Man United bị lấn át, lép vế trong khả năng kiểm soát bóng và thiếu các đường truyền sáng tạo. Có rất nhiều vấn đề họ phải cải thiện, huyền thoại bóng đá Anh nói thêm. Đồng quan điểm với Alan Shearer, cựu sao Man United, Roy Keane cũng cho rằng đội chủ sân Old Trafford đang gặp vấn đề ở hàng tiền vệ, đặc biệt là vai trò tổ chức tấn công của bộ đôi Mason Mount và Bruno Fernandes. Ở trận gặp Wolves, Mason Mount và Bruno Fernandes thi đấu không tốt nhưng đội bóng vẫn giành chiến thắng. Tôi kỳ vọng họ sẽ thi đấu tốt hơn khi gặp Tottenham Hotspur, nhưng thực tế không phải vậy. Họ chỉ tạm ổn trong nửa giờ đầu tiên nhưng trận đấu kéo dài tới 90 phút và họ không duy trì được thế trận áp đặt mãi được. Nhưng trong tình huống nào thì họ vẫn phải thể hiện niềm tin, khát khao chiến đấu, Roy Keane nói.